Điều trị ung thư có thể có tác dụng phụ khác nhau, tùy vào loại thuốc và tùy theo từng bệnh nhân. Có thể có nhiều tác dụng phụ, và video này chỉ chú trọng vào một số ví dụ. Lời khuyên đưa ra ở đây không thể thay thế khuyến cáo của cán bộ y tế. Tiêu chảy và buồn nôn là tác dụng phụ gây khó chịu khi điều trị ung thư, nhưng có một số biện pháp đơn giản giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu bạn bị buồn nôn hoặc tiêu chảy, bạn cần uống nhiều nước để tránh bị mất nước. Và nếu bạn không muốn ăn, bạn nên chia nhỏ bữa ăn và ăn nhiều bữa trong ngày. Nếu bạn thấy buồn nôn, bạn nên hít thở không khí trong lành và giữ cho nhà bếp thông thoáng, vì mùi thức ăn có thể làm cho bạn cảm thấy buồn nôn nhiều hơn. Để thức ăn nguội trước khi ăn, và nếu có thể, nên tránh đồ chiên rán. Trà gừng hoặc bạc hà hoặc đồ uống có ga có thể giúp ích. Cần tránh nằm nghỉ ngay sau khi ăn. Và tư vấn bác sĩ xem nên uống thuốc cách bữa ăn như thế nào là tốt nhất, cũng như là dùng thuốc chống nôn phù hợp. Nếu bạn bị tiêu chảy, cần tránh đồ ăn cay, rau hoặc trái cây chưa chín, chất làm ngọt nhân tạo. Các sản phẩm làm từ sữa và chất xơ không hòa tan như là bánh mì nguyên cám. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn thực phẩm có chất xơ hòa tan như là cơm, mì và cháo, cũng như là thức ăn mặn và chuối. Đồ uống dành cho tập thể thao giúp bổ sung các chất điện giải đã bị đào thải ra khỏi cơ thể bạn, nhưng nên tránh đồ uống có cồn, nước hoa quả và cà phê. Xác định xem có chất kích ứng nào gây tiêu chảy, hãy ghi lại các loại thức ăn bạn đã dùng và tần suất đi đại tiện. Nếu bạn bị tiêu chảy trong hơn 24 giờ hoặc bị sốt, hãy gọi cho bác sĩ hoặc đến bệnh viện ngay lập tức. Một số loại ung thư và thuốc điều trị ung thư có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn, khiến cho bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. Trong mọi trường hợp, phòng ngừa nhiễm trùng và cách nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng là rất quan trọng khi bạn đang điều trị ung thư. Rửa tay thường xuyên bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng và phòng tránh lây nhiễm cho gia đình và bạn bè. Tắm rửa hàng ngày bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ, nhưng không dùng chung khăn tắm với người khác và nên tránh tắm nước quá nóng và sông hơi. Bạn cần kiểm tra hàng ngày xem trên da có vết cắt, vết chảy xước hoặc nhiễm trùng và để ý vị trí đặt cầu tay sử dụng thường xuyên để truyền hóa chất. Vệ sinh sạch sẽ nhà bếp là rất quan trọng. Rửa sạch hoa quả, ăn rau và thịt đã nấu chín. Bạn nên ra ngoài để hít thở không khí trong lành nếu thấy thoải mái, nhưng cố gắng tránh tiếp xúc gần với người khác bên ngoài nhà bạn. Đặc biệt, với những người đã bị nhiễm khuẩn như là cảm lạnh, cúm hay là COVID-19. Sốt có thể nhanh chóng dẫn đến tình trạng nguy hiểm tính mạng, nên bạn cần liên hệ ngay với bác sĩ khi bạn bị sốt. Một tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải là viêm niêm mạc miệng. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm niêm mạc miệng bao gồm đau và phim miệng với cảm giác khô và bỏng rát, loét miệng, đau khi nuốt và thay đổi vị giác. Giữ vệ sinh miệng sạch sẽ có thể giúp kiểm soát viêm miệng. Đánh răng 2 đến 3 lần một ngày bằng bàn chải mềm và kem đánh răng có chứa fluor. Súc miệng bằng nước súc miệng không chứa cồn theo đơn của bác sĩ. Và nếu bạn có răng giả, vệ sinh răng giả bằng cách ngâm qua đêm với một chút giấm, ít nhất mỗi tuần một lần. Sử dụng ống hút để uống và dùng đồ uống lạnh có đá và đảm bảo luôn luôn uống đủ nước, tránh dùng thức uống nóng, đồ uống có ga, có chứa cồn và nước hoa quả. Khi chuẩn bị ăn, bạn có thể ngậm một ít đá trong miệng trước bữa ăn. Nên ăn các loại thực phẩm giàu protein, nhưng cần tránh thức ăn có vị mạnh như là chua, cay và quá mặn. Thay vào đó, uống sữa, sinh tố, súp ấm và khoai tây nghiền và để tráng miệng, các món ăn làm từ sữa như kem có thể hữu ích. Bác sĩ có thể khuyên bạn dùng thuốc hoặc là gel giảm đau và nước súc miệng. Nếu bạn không thể ăn được, hãy liên hệ bác sĩ của bạn để được tư vấn.